Rất vui hôm nay lại được chia sẻ tới anh chị mình một lô đất giá rẻ quý anh chị ơi, đất giá rẻ nha, tại phường Đông Hòa quý anh chị ạ, phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Lô đất này có diện tích tới 115m lận quý anh chị, ngang năm rất là đẹp ha, 5 x 22 quý anh chị đấy ha, nó là lô này nè quý anh chị, ngang năm. Lô đất này nó có hai mặt tiền trước và sau, đây một mặt tiền đường này và một mặt tiền đường bên kia, xíu nữa em quay cho quý anh chị mình xem. Lô đất này chỉ có mức giá 28 triệu một mét thôi anh chị ạ. Giá rất là rẻ ha, tại phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Đây, đây là con đường trước nhà của mình này, đường trước đất của mình này quý anh chị, đường bê tông ha. Đường này có lộ giới tầm 6 mét anh chị, đường này 6 mét ha, hướng này quý anh chị ơi. Hướng này mình di chuyển ra đó có cái đường cắt ngang đó quý anh chị thấy không ạ? Nếu ra đó mà mình quẹo tay phải là ra đường Võ Thị Sáu và Trần Hưng Đạo. Còn nếu mà mình quẹo trái là mình ra đường Đông Minh quý anh chị nha. Đấy, một con đường rất là ok, đường 6 mét, đường bê tông. Đường này ô tô di chuyển ok quý anh chị nha. Và nó rất là gần với đường Trần Hưng Đạo và đường Võ Thị Sáu quý anh chị ạ. Đấy, đây là phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. À quên, phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương quý anh chị. Ở đây cũng có căn nhà, căn này cũng xây hai mặt tiền trước sau này quý anh chị. Một mặt tiền trước này và một mặt tiền sau kia. Đó, nhà này có hai mặt tiền luôn. Cũng giống như cái lô đất này, nó có hai mặt tiền trước và sau quý anh chị nha. Đấy, hai mặt tiền trước sau. Lô đất này ngang 5 dài 22 giống như em nói ha. Tổng là 115m, 115m, thổ cư là 100m2 ha. Đấy, là thổ cư. Đây là phường Đông Hòa, giống như em nói đây ha. Lô đất hai mặt tiền trước sau. Đấy. Thì để giờ bây giờ em sẽ di chuyển ra cái mặt tiền phía sau đó em quay cho quý anh chị mình xem. Sau này cũng có một mặt tiền nữa. Con đường cũng tầm 5m quý anh chị ha, đường đá. Đường đá tầm 5m quý anh chị nhá. Đây ở phía sau này. Căn này mình có thể xây nhà hai mặt tiền trước sau đều được quý anh chị nhá. Có thể một mặt cho thuê, một mặt để ở. Hoặc có thể hai anh em sở hữu hai mặt ha. Đấy. Đây mặt tiền phía sau quý anh chị. Cái cửa này nó bị khóa rồi nên em không ra được ha. Đây. Mặt tiền sau này đường này 5m quý anh chị nhá. Đấy. Chỗ này chạy thẳng ra giống song song với cái đường bên kia ha. Nó song song với cái đường mà lúc nãy em quay cho anh chị mình xem á. Đấy, đất đẹp. Hướng mặt sau này là hướng đông, hướng mặt sau này hướng đông đúng rồi. Hướng mặt sau này hướng tây quý anh chị ơi, xin lỗi ạ. Hướng mặt sau này hướng tây, còn hướng chính là hướng trước kia là hướng đông. Hướng mặt chính là hướng đông quý anh chị nha. Còn hướng mặt sau là hướng tây. Nói chung là một hướng đông và một hướng tây. Nó hai mặt tiền trước sau mà. Đấy, ngang năm rất là đẹp quý anh chị ơi. Một lô đất ngang năm ở tại phường Đông Hòa, thành phố Di An, 115m mà chỉ có giá 28 triệu một mét vuông thôi, tính ra tổng tiền là 3,2 tỷ quý anh chị ạ. Quý anh chị bất ngờ không ạ? Giá chỉ có 3,2 tỷ thôi quý anh chị ơi, cho một lô đất 115m2 ha, rất là đẹp ha. Sổ riêng quý anh chị nhá. Hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị mình nếu mình có nhu cầu vay vốn ngân hàng ha. Đấy. Rồi anh chị mình yêu thích lô đất này thì hãy alo cho em Hải ha. Em sẽ gửi sổ cho quý anh chị mình xem và dẫn anh chị mình xem thực tế. Bây giờ thì em xin chào, hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị mình trong các video tiếp theo để giới thiệu về các bất động sản tại thành phố Di An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh.